Xin chào tất cả các cô chú, anh chị và toàn thể các bạn yêu Lan trên mọi miền Tổ quốc. Em xin được giới thiệu, em tên là Biểu và em sống tại Cao Bằng. Có nick Facebook là Họ Nhà Cua và số điện thoại liên lạc của em là 0169616604. Hiện tại đã là 18 giờ của ngày 28 tháng 2 năm 2018, thì nhà em hôm nay có về một số cái loại hàng lan rừng ạ. Em xin được điểm qua, thứ nhất là đai châu ạ. Đai châu hay còn gọi là nghinh xuân hay là ngọc điểm ạ. Thứ hai là long tu xuân. Thứ ba là long tu đá tím. Thứ tư là hạc vĩ ạ. Thứ năm là ngọc thạch ba màu. Thứ sáu là chuỗi ngọc. Và thứ bảy là đơn cam ạ. Thì sau đây em xin được giới thiệu chi tiết từng cái loại mặt hàng và giá của từng loại tới tất cả các cô chú anh chị và toàn thể các bạn nhé. Cái loại mặt hàng đầu tiên em xin được giới thiệu đó chính là chuỗi ngọc ạ. Chuỗi ngọc cái lô hàng này của em về thì rất là đẹp. Hàng đã được cắt tỉa các cái thân gãy dập. Và hiện tại thì đang vào chuẩn bị mùa hoa, hàng bây giờ đang nụ ạ. Tuy nhiên thì nụ của cái chuỗi ngọc cái mùa này thì nó cũng khá là dài rồi, nên là cũng có sự ảnh hưởng về nụ do khai thác và vận chuyển ạ. Thì tuy nhiên thì em thấy là cái lô hàng rất là đẹp. Các cái mầm gốc của cái mùa này trồng thì cũng rất là hợp lý, tại vì các mầm gốc bây giờ đang bắt đầu là nhú lên ạ. Đây ạ. Đấy. Cây rất là khỏe và tươi đẹp. Chuỗi ngọc em bán giá là 250.000 một kg ạ. Hàng chuỗi ngọc này thì hoa rất là đẹp. Cái mặt hàng tiếp theo đó chính là đơn cam. Ở đơn cam thì cái mùa này đang bắt đầu chuẩn bị mùa hoa và cây đã hoàn toàn xuống hết lá nên nhìn rất là khô. Thì mua cái mùa này rất là lợi cân và trồng thì cũng rất là đảm bảo. Và đặc biệt là sẽ không bị ảnh hưởng đến cái hoa. Tại vì cái hiện tại thì cái mầm hoa mới bắt đầu nhú lên thôi, nên là khi mà vận chuyển thì sẽ không ảnh hưởng. Và một bó như thế này thì được rất là nhiều, tại vì hàng thì tương đối ngắn thôi ạ. Thì một bó như thế này em sẽ cân thử nhá. Một bó đơn cam như này là vào 2 lạng. Dạ. 2 lạng thì cởi ra sẽ đếm ra sẽ được rất là nhiều luôn ạ. Thì giá một bó như thế này, 2 lạng thì sẽ là 160.000 ạ. Đây em sẽ cởi một bó đơn cam 200g ạ. Và cây này thì em thấy là nó cũng khá là dài. Đây. Được rất là nhiều luôn ạ. Đây ạ. Đấy. À, chỗ này là 160.000, em bán là 800.000 một kg ạ. Và chỗ này sẽ là 160.000, là 0,2 kg. Đấy, được rất là nhiều ạ. Đây là cái loại khá là dài. Thế còn thì cũng có những cái thân nó nhỏ nhỏ ngắn ngắn hơn thì sẽ được nhiều hơn ạ. Đây cũng có cái nó ngắn ngắn như thế này, nhưng mà vẫn đảm bảo là sẽ cho hoa ạ. Đơn cam giá là 800.000 một kg. Tiếp theo đây là long tu đá tím ạ. Đây là hàng cái loại hoa tím, hàng Điện Biên. Loại này em bán giá hiện tại cũng đang nụ đây ạ. Đây. Cũng đang nụ như thế này ạ. Thì cái hàng này em bán giá là 200.000 một kg ạ. Và đây là long tu xuân ạ. Long tu xuân. Đây, các cô chú anh chị có thể thấy là hàng đang rất là sai nụ. Nụ bây giờ đã bắt đầu bung hết lên như thế này rồi, đang bắt đầu chuẩn bị trồi hết lên như thế này rồi. Hàng rất là sai nụ. Và các cái mầm gốc cũng đã bật lên như thế này rồi đấy ạ. Đấy.
trồng thì mùa này quá là hợp lý luôn rồi. Giá là 220.000 một kg. Còn bên này, đây cũng là ngọc thạch ạ. Ngọc, đây là ngọc thạch 3 màu. Và hàng bây giờ cũng đang chuẩn bị hoa rồi. Và các mầm gốc bây giờ cũng đang bắt đầu nhú lên rất là đẹp như thế này rồi ạ. Đấy. Cũng đang vào chuẩn bị vào mùa hoa của ngọc thạch 3 màu. Và màu hoa của ngọc thạch 3 màu thì cũng khá là đẹp. Đây là hàng Tây Bắc nên là màu hoa 3 màu rất là đẹp ạ. Và đây em có lô hạc vĩ. Thì hàng đa số là hàng dề ạ. Đấy, hàng đa số là dề. Và đây, các cái mầm gốc đang nhú lên rất là khỏe như thế này đấy ạ. Đấy, rất là đẹp. Đây là ngọc, đây là hạc vĩ Tây Bắc, hay một số nơi còn gọi là phi điệp hồng đấy ạ. Thì cái hàng này hôm nay em bán giá là 200.000 một kg. Một số nụ thì cũng khá là dài rồi, nên là cái hàng này thì nó cũng có ảnh hưởng về hoa. Tuy nhiên thì hàng về cái về đảm bảo với cây giống thì rất là đảm bảo đấy ạ. Cái mầm gốc mọc đang nhú lên rất là đẹp như thế này rồi. Rất là đảm bảo về cái giống ạ. Còn bên này là cái lô đai châu ạ. Đai châu hàng hôm nay em bán giá là 400.000 một kg ạ. Đây là đai châu rừng Lào. Và cái mùa này cũng là khá là khô nên nên là cái hàng thì những cái lá thì không được là mướt lắm đâu ạ. Không được căng mướt đẹp lắm đâu. Đây ạ. Hàng này em bán là 400.000 một kg ạ. Đây. Hàng như thế này ạ. Đây. Đây ạ, đây là cả cái lô đai châu của nhà em hôm nay ạ. Đấy. Mùa này là mùa đông và ít mưa. Bên Lào thì nắng gió Lào thì rất là kinh khủng rồi. Nên là cái hàng thì không tránh khỏi là nó cái lá là nó bị hơi héo một chút. Đây. Giá là 400.000 một kg. Và cái mùa này thì cũng rất là thích hợp để ghép cái loại hàng thân đơn như là đai châu, ngọc điểm ạ. Ghép mùa này cây sẽ phát triển rất là tốt. Rất là đúng mùa ghép luôn. Hay là đặc biệt hôm nay em có hai cái dề đai châu rất là đẹp. Đây là dề thứ nhất, có 3 ngọn rất là to đấy ạ. Đây, dề này có 3 ngọn rất là to. Đây, xanh mướt rất là đẹp ạ. 3 ngọn khủng nha. Dề 3 ngọn này em bán giá là 1 triệu ạ. 3 ngọn đai châu. Đây. Xanh mướt rất là đẹp như thế này. Ghép một giò cái đai châu này, một cái dề đai châu này ghép lên thì sẽ rất là, đến mùa hoa thì sẽ rất là tuyệt vời luôn. Đấy. Và đây em có một cái dề thứ hai. Dề này cũng có 3 ngọn nhưng mà 3 ngọn này nhỏ hơn ạ. Dề này có 3 ngọn nhỏ hơn đây. Dề này em bán là 400.000. Dề 3 ngọn nhỏ này em bán là 400.000 ạ. Đây ạ. Các cô chú anh chị và các bạn có nhu cầu mua lan thì hãy liên hệ với em theo số điện thoại. Em nhắc lại một lần nữa, số điện thoại liên lạc của em là 0169616464. Rất cảm ơn tất cả các cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi clip của em hôm nay. Và xin chào và tạm biệt tất cả các cô chú anh chị và các bạn. Và chúc cho tất cả các cô chú anh chị và các bạn có một buổi tối đầm ấm và vui vẻ bên người thân và gia đình ạ.